Xin chào cả nhà. Hôm nay tình cờ thì kiếm được một cái kéo cắt vải nhỏ. Kéo này người ta không xài lâu rồi nên dục bãi. Thì liệu rằng đối với những cái kéo như vậy mình có thể sửa mài lại để cắt được vải hay không? Đó thì nếu mà cái kéo nó không quá tệ thì hoàn toàn mình có thể mài được, xử lý được nha các bạn. Đặc biệt đối với cái kéo đúng chuẩn á thì khi mà các bạn khép cái lưỡi kéo như này, ở giữa này nó phải có một cái khoảng hở nhỏ, đút cái vỏ lon qua được luôn nè, nó phải có cái khoảng hở. Tại sao nó cần có khoảng hở này? Nếu nó thẳng luôn thì sao? Nó thẳng luôn cái kéo cắt không được các bạn. Thì cái kéo nó phải có độ cong để nó tạo ra cái lực ma sát giữa hai thanh kéo. Độ ma sát này thì vừa thôi, tại vì nếu mà nó cong quá đó, ví dụ cái kéo nó cong hơn nữa đó, hai hai cái lưỡi kéo là sẽ cắt vào nhau rất mạnh và kéo rất rất là mau mòn, vì thế nó không giữ bén được lâu. Cho nên cái độ hở này vừa phải, hở nhẹ thôi. Đối với những cái kéo mà mới á thì hở nhẹ thôi, nhưng mà xài lâu dần á nó mòn, nó không còn cái độ ma sát nữa, thì người ta phải bẻ lưỡi kéo nhẹ lên chút. Lưỡi này nè, bẻ nhẹ lên bên này, lưỡi này bẻ nhẹ lên bên kia thì nó mới tạo ra ma sát đó. Cho nên khi mà nhìn cái kéo mà nó ngay vậy nè đó, thì chúng ta thấy cái lưỡi thực ra nó không thẳng đó. Các bạn chú ý sẽ thấy là cái lưỡi nó không thẳng mà nó cong đó, thì cái kéo này nó tương đối rõ ràng cái hình dạng như vậy, cho nên mình muốn lấy ví dụ cho các bạn xem đó. Và nếu cái kéo nào mình cắt mà cà tuột nó không ăn nữa là lý do là cái độ ma sát nó không còn, hoặc là cái phần đầu bấm không có được nữa, lý do là phần đầu này ma sát không còn. Còn nếu nó còn bấm này, nó kêu cục cục đây nè, tuốt ở trên đầu luôn thì ma sát còn. Ma sát còn là lý do là nó có độ cong đây nè, nó tạo được cái độ cong cho nên ma sát nó lên tới trên đầu. Còn nếu mà hai cái lưỡi kéo nó thẳng đuột với nhau, bấm nó không có ma sát thì nó đâu có cắt được, chắc chắn là cắt không được rồi đó, vì nguyên tắc của lưỡi kéo cắt là do ma sát mà đó. Tuy nhiên cái kéo này thì lại để lâu ngày quá rồi không còn cắt được vải nữa, do cái mép nó lục quá rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử dùng cái viên đá mài này, đá mài sắt, mài inox này đó, chúng ta mài thử coi cho nó thật là láng cái mép này, nó thật là bén lại, đánh hết rỉ sét đi. Bên đây cũng vậy đó. Rồi sau đó chúng ta dùng đá mài, chúng ta mài láng mặt trong cho nó tăng độ nhám, độ bén. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha, xử lý cái kéo này nha. Nó cũng không nóng gì mấy, nhưng mà thôi chúng ta nhúng nước chút xíu cho nó an toàn. Đấy. Đó, cái viên này mài rất là nhanh, rất là hiệu quả. Rồi, vậy là xong được một bên. Tới lưỡi bên này ha các bạn. Sáng đều mép rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng đá ha. Chúng ta xử hai cái mặt trong này đó, cho nó mịn lên, cho nó mịn là khả năng sử dụng của cái kia kéo này sẽ rất tốt. Rồi bắt đầu nghe các bạn. Sau khi mài bằng máy xong thì tiếp theo chúng ta sẽ dùng đá mài để chúng ta mài lại cho nó, cho cái kéo nó thật bé nha các bạn. Trước hết thì mình xài cái mặt đá 200 nè, viên đá chợ thôi. Đó, mình rà lại cái thành kéo rồi cái lòng kéo cho nó thật là thẳng. Đó, sau đó thì mình
mài tiếp bằng cái mặt đá 400 ha. Rồi bắt đầu chúng ta làm thôi, ra cũng rất nhanh thôi các bạn. Đây, để sát cái kéo, cái bờ kéo nè, đúng cái mép của nó ở trên đá rồi chúng ta mài mài nhẹ thôi. Không cần mài mạnh đâu. Cho nó thật là láng cái ba dớ. Tại vì cái bề này thì chúng ta đã xử lý bằng cái máy rồi. Đó, cho nên không cần mài mạnh mà chỉ cần mài nhẹ cho nó thật là sạch ba dớ, cho nó rụng cái ba dớ thôi. Đó, chúng ta để ý thấy ba dớ nó rụng sáng ở trên kéo này, sáng trên mặt đá này, sáng sáng chớp chới đó, đó phản quang chớp chới sáng đó. Đó là cái ba dớ, dớ nó rụng ra đó. Rồi sau khi mà mài nhẹ cho cái bờ kéo này nè, thật láng thật mịn ha. Đó thì chúng ta sẽ úp lại và cũng mài nhẹ đó. Áp sát kéo và mài ở các cái góc này nè đó. Thì cái lưỡi kéo nó mới mòn đều được đó. Mình mài chủ yếu là mài cho nó tróc xét thôi và cho nó cho mịn cái lưỡi ở trong thôi. Sáng đều rồi, cái đường này mà nó sáng đều nó thẳng vậy là cắt ổn rồi. Rồi tới lưỡi bên đây chúng ta cũng rà cái đường ở trên này, rà nhẹ thôi, không cần mạnh. Cái này mình chỉ mài cho ba dớ nó sạch thôi mà. Vài cái cho nó sạch ba dớ thôi. Đó, sáng lên, bóng lên rồi. Tới úp lại. Đây, cũng ngay góc này ha. Úp sát cái lồng kéo xuống góc nè, rồi mài. Đó, đẹp chưa? Đường này đã sáng trắng đều từ ở trong này ra tới đây. Dĩ nhiên cái khúc trong này là cắt không được rồi, cắt rất khó khăn rồi, tại mình không mài tới ở trong ha. Và cái kéo thì thông thường ta cắt từ đây cắt ra thôi. Đó, cho nên ở trong này thì tạm tạm vậy thôi, mình cũng không mài. Đó, và cái đường sáng trắng nó đều từ dưới lên này là đẹp rồi. Rồi, vậy là xong cái bước đá 200. Tiếp theo chúng ta lật mặt mịn lại, mài y như vậy một lần nữa trên cái mặt đá mịn nè. À, cho cái lưỡi kéo nó thật là mịn. Bây giờ thì nó bén rồi, nó thẳng rồi, nhưng mà cắt vẫn chưa tốt, chưa ngọt hết các bạn. Rồi chúng ta mài y như vậy một lần nữa. Đây, là lưỡi kéo chúng ta thấy nó lướt ở trên đá, cái tiếng kêu nó đã ngọt hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ nó sắp mịn, sắp láng mịn rồi. Đó, nghe tiếng kêu nó ngọt hơn, mịn hơn. Đó, vậy thôi. Rồi, tiếp theo là xử lý cái bụng kéo các bạn. Đó, cái bụng kéo thì cũng y như hồi nãy vậy ha. Đây, úp vô góc, xử lý thôi. Cũng nhẹ nhàng thôi, cho nó thật là láng cái bụng kéo. Vì trong cái bụng kéo này mình cũng không cần làm mòn chi, chủ yếu là cho nó láng, nó sạch, nó mịn, cắt cho nó ngọt thôi. Đó, nó bám cái vật liệu cắt cho nó ngọt thôi. Rồi, tới lưỡi bên đây cũng nghi vậy. Đây, áp sát viên đá, liếc nhẹ, mài nhẹ. Cho thật sạch bây giờ. Xong. Bóng sạch ha. Tới trong này, để vô góc, xử lý.
Đó, và như phân tích từ lúc đầu nha, nếu cái lưỡi kéo của bạn nào mà chưa nó đạt chưa đủ cái độ cong cần thiết, hoặc xài lâu ngày quá nó thẳng ra luôn rồi, nó hết ma sát, thì chúng ta tạo độ cong cho nó, tạo lại cái độ cong cho nó, thì cái kéo nó sẽ cắt tốt. Như vậy là xong cái bước đá thứ hai, tức là đá 400. Rồi, bước đá cuối cùng là chúng ta dùng một cái viên đá bùn, một cái viên gạch tàu, gạch thẻ vậy đó, mà nó thật là mịn, để chúng ta rà cái kéo một lần nữa, y như hai cái cách làm của hai viên bước đá vừa rồi, làm y như vậy một lần nữa cho nó cái kéo thật mịn thì nó sẽ cắt tốt thôi. Đây đó, cũng rà cái này cho nó thật sạch nè, nhẹ nhàng thôi. Giờ này thì nó tương đối mịn rồi, nhưng thực chất nó vẫn còn ba vớ, cho nên cái thao tác này của mình là làm cho nó thật là sạch ba vớ. Đây, như vậy là xong. Xong tất cả các cái bước đá. Chúng ta lau kéo và thử test cho các bạn. Thực ra thì cái kéo này muốn bén thêm ha, thì mài đủ bước, mài thêm cái bước đá 1500 á, 1500 nữa. Còn này mình mài vắn tắt bước đá 200-400, rồi lên đá bùn luôn, cho nên cái lưỡi nó chưa có thật là đủ cái độ mịn, nhưng vì muốn tranh thủ thời gian cho nên là chúng ta rút gọn 1-2 bước đó. Từ cái kéo này, từ cái kéo không có xài được gì ha, không cắt được gì, nó dăm mẻ và xét vứt ngoài bãi. Thì sau khi xử lý và hướng dẫn cái kỹ thuật như vậy thì bây giờ chúng ta thử test coi nha. Đây là cái giấy đó, ngọt rồi ha, rất ngọt rồi. Đây, cắt giấy không có vấn đề gì ha. Cắt bọc ni lông rất là ngọt luôn, rất là ngọt, rất là ngọt ha. Ngọt lắm. Rồi, cái quan trọng nhất là thử cắt vải, hy vọng là nó cắt được. Ngon lành. Ngon lành hết các bạn, không vướng gì. Đã cắt như cắt giấy vậy thôi. Đó, nó lên tới trên đầu luôn nè ha, bấm ở trên đầu luôn nè. Rất là ngọt. Đó, thì mình nắm cái lý thuyết và cái cách thực hành thì mình sẽ sửa được những cái kéo cũ, phục hồi cái chất lượng của nó. Đó thì mài kéo nó chỉ có mấy vấn đề đó thôi. Đã xử lý tốt mấy cái vấn đề này thì cái kéo sẽ rất là sắc bén và xài là ổn. Chắc rất ổn, rất ngọt. Mấy vấn đề gì hết. Đây, video đến đây thì xin phép kết thúc.
Cảm ơn cả nhà, cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video lý thú, xin hãy tặng cho kênh một like, một chia sẻ và một đăng ký. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào.